Bách Khoa Sử Ký thân mến chào quý vị và các bạn. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã sản sinh ra nhiều vị tướng tài ba được cả thế giới ghi nhận. Mỗi triều đại lịch sử, dân tộc ta đều tự hào vì có được các danh tướng đủ tài và đức để lãnh đạo nhân dân đánh bại hầu hết các thế lực ngoại xâm, bảo vệ yên bình cho dân tộc. Những vị tướng tài giỏi đức độ đó là ai? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. 1. Ngô Quyền. Ông sinh ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tỵ, tức ngày 17 tháng 4 năm 898, trong một dòng họ hầu trưởng có thế lực ở châu Đường Lâm, Ái Châu. Cha là Ngô Mân, làm chức châu mục Đường Lâm. Ngô Quyền là tướng lĩnh, vừa là con rể của Dương Đình Nghệ. Ông được sử sách mô tả là bậc anh hùng tuấn kiệt, có trí dũng. Ông còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 937, dưới Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại, Ngô Quyền đem quân ra đánh. Công Tiễn sợ hãi, cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán. Năm 938, Ngô Quyền đem quân ra đánh chiếm lại thành Đài La, giết chết Kiều Công Tiễn. Một trong những chiến tích đáng nể nhất của Ngô Quyền chính là trận đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Lợi dụng thủy triều lên xuống, ông cho đóng cột gỗ bịch sắt xuống lòng sông, chuẩn bị chờ giặc xà lưới. Kết quả trận đánh này thì ai cũng rõ, quân Nam Hán thất bại tan tác. Tướng Lưu Hoàng Tháo cùng với hơn nửa binh lính của mình đã bỏ mạng. Sau khi đánh bại nhà Nam Hán, Ngô Quyền lên làm vua, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô, kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời đại phong kiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Mùa xuân năm 938, sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, nay là Đông Anh, Hà Nội. Vua Ngô Quyền bắt tay xây dựng một nhà nước độc lập. Việc đầu tiên là phong thưởng các tướng sĩ có công trong cuộc chiến chống giặc Nam Hán. Tùy theo công trạng mà các tướng sĩ được phong tước, cấp ruộng đất, làm thái ấp. Ở triều đình trung ương, vua Ngô Quyền sắp đặt bộ máy quản lý nhà nước, đặt lại chức tước cho các quan võ, quan lễ nghi triều chính. Ở địa phương, nhà Ngô duy trì vai trò quản lý các hào trưởng, thổ hào. Mặt khác, vua Ngô Quyền tìm cách liên kết các địa phương, các miền theo những quy định của chính quyền trung ương, nhằm ngăn chặn xu hướng phân ly các cứ. Nhờ những cố gắng của vua Ngô Quyền, chỉ trong thời gian ngắn, một cơ cấu quản lý hành chính thống nhất trong cả nước từ trung ương đến địa phương được hình thành, mang tính chất của một nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. 2. Phùng Hưng. Theo Việt sử dài thoại, lúc bấy giờ, triều đình nhà Đường ở Trung Quốc ngày càng suy yếu. Nhưng cơ hội đó, bọn cai trị ở An Nam không ngừng tăng cường vơ vét, bóc lột thậm tệ, đời sống nhân dân cơ cực lầm than. Căm ghét chính sách thống trị của quan lại nhà Đường. Nhưng khi quân lính ở Tống Bình nổi loạn, năm 766, Phùng Hưng phát động cuộc khởi nghĩa lớn chống chính quyền đô hộ nhà Đường. Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng phát động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân từ khắp các miền đất Giao Châu. Ban đầu, ba anh em họ Phùng làm chủ Đường Lâm, rồi nghĩa quân đánh chiếm được cả một miền rộng lớn quanh vùng thuộc Phong Châu, xây dựng thành căn cứ chống giặc. Phùng Hưng xưng là đô quân, Phùng Hải xưng là đô bảo và Phùng Vĩnh xưng là đô tổng, chia quân trấn giữ những nơi hiểm yếu. Tướng nhà Đường là Cao Chính Bình đem quân đàn áp nhưng không thể làm gì được. Tình hình diễn ra như vậy hơn 20 năm. Tháng 4 năm 791, Phùng Hưng cùng các tướng lĩnh đem quân vây đánh thành Tống Bình, tức Hà Nội. Quân của Phùng Hưng chia làm 5 đạo do các tướng Phùng Hải, Phùng Vĩnh, Đỗ Anh Hàn, Bồ Phát Cần và chủ tướng Phùng Hưng tiến công vây thành. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, quân địch chết nhiều. Cao Chính Bình phải vào cố thủ trong thành, lo sợ đến phát bệnh rồi chết. Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì và vào phủ đô hộ, coi chính sự đất nước. Sau khi mất, Phùng Hưng được suy tôn là bố cái đại vương. 3. Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt là một trong những vị tướng tài giỏi bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Ngô Tuấn, người làng Bắc Biên, xã Phúc Xá, nay thuộc xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau này ông dời nhà về định cư ở phường Thái Hòa, nay thuộc nội thành Hà Nội. Ngô Tuấn tự là Thường Kiệt, có tài năng về đối nội, đối ngoại. Vì công lớn trong việc đánh bại quân nhà Tống vào năm 1075 đến năm 1077, ông được triều đình ban thưởng rất trọng hậu, lại còn cho lấy theo họ của hoàng đế nhà Lý đương thời. Liền nhân đó ghép họ được ban với tên tự thành Lý Thường Kiệt. Mãi rồi thành quen khiến cho không ít hầu sinh quên mất cả họ lẫn tên thật của ông. Ông sinh năm Kỷ Mùi, tức năm 1019, mất năm Ất Dậu, tức năm 1105, hưởng thọ 86 tuổi. Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần đã viết: trong quân sự, Lý Thường Kiệt là bậc đại danh tướng, là linh hồn của những chiến công lớn nhất lịch sử nước nhà trong thế kỷ thứ 11. Trong chính trị, Lý Thường Kiệt là đấng đại danh thần, là chỗ dựa tin cậy và vững chắc của nhà Lý, nhất là dưới thời trị vì của hoàng đế Lý Nhân Tông. Trong lịch sử văn học, Lý Thường Kiệt là cây đại bút, tác giả có bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, án hùng thi có giá trị thiêng liêng như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước nhà. 4. Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn, còn được gọi là Hưng Đạo Vương hay Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất lịch sử. Ông là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu vua Trần Thái Tông, quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh, nay thuộc tỉnh Nam Định. Năm sinh của ông không rõ ràng, có tài liệu cho là năm 1228, có tài liệu thì cho là năm 1230 hay 1232. Ông mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý, tức ngày 5 tháng 9 năm 1300, thọ hơn 70 tuổi. Nhân dân đương thời lập đền thờ ông mang tên Đền Kiếp Bạc tại Chỉ Linh, Hải Dương. 3 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông năm 1257, năm 1288. Công lao của Trần Hưng Đạo là vô cùng to lớn với nhà Trần. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết rằng: tiếng vang đến phương Bắc khiến chúng thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương mà không dám gọi thẳng tên. Sử gia Nguyễn Huệ Chi viết rằng ông là thiên tài quân sự có tầm chiến lược và là một anh hùng dân tộc bậc nhất thời nhà Trần. Ông luôn là người theo tư tưởng lấy sức dân làm nền tảng, xây dựng sức mạnh của chế độ. Quang Trung. Quang Trung tên thật là Nguyễn Huệ. Ông được biết đến với cái tên Quang Trung Hoàng Đế hay Bắc Bình Dương, và là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn. Ông sinh năm 1753, mất năm 1792, sau Trần Hưng Đạo 525 năm. Từ cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, Nguyễn Huệ trở thành lãnh tụ kiệt xuất của phong trào nông dân thế kỷ thứ 18 và cũng trở thành người anh hùng dân tộc vĩ đại. Ở Ngọc Hồi, Đống Đa, quân Tây Sơn giành thắng lợi lớn, thầy giặc Thanh chức cao như núi, tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải treo cổ, kéo theo nhiều bộ hạ thân tín tác theo. Cuộc đời hoạt động của Nguyễn Huệ đã đóng góp quyết định vào sự nghiệp thống nhất đất nước của triều đại Tây Sơn sau 20 năm liên tục chinh chiến và 3 năm trị nước. Khi tình hình đất nước bắt đầu có chuyển biến tốt thì Quang Trung đột ngột qua đời ở tuổi 39. Theo Việt Nam Sử Lược, Nguyễn Huệ đang ấp ủ đòi lại vùng đất đã mất vào tay phương Bắc từ thời trước, nhưng chưa kịp thực hiện hoài bão thì bị bệnh mất. Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng sự nghiệp của Nguyễn Huệ thực sự chói lọi với những chiến công hiển hách và khí thế thần tốc, đẩy lùi những đại quân xâm lược. 6. Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, mất ngày 4 tháng 10 năm 2013, sau vua Quang Trung Nguyễn Huệ 158 năm. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho, con của ông Võ Quang Nghiêm, tức Võ Nguyên Thân, một nhà nho đức độ, và mẹ là Nguyễn Thị Kiên ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, không chỉ bằng một vài trận đánh, chiến dịch, mà là cả 2 cuộc kháng chiến chống hai siêu cường sừng sỏ bậc nhất của thời đại là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Lịch sử đã chứng minh tài cầm quân, thao lược của vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp, mà điển hình là chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc bằng thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975. Sử sách thế giới đã đánh giá tên tuổi và sự nghiệp của vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là một trong những vị tướng lừng danh nhất của lịch sử nhân loại. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân kết hợp giữa chiến tranh du kích và chính quy đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát triển thành đỉnh cao của nhân loại, được xem là kiểu mẫu của nhiều cuộc chiến tranh hiện đại khác. 7. Lê Trọng Tấn. Đại tướng Lê Trọng Tấn, tên thật là Lê Trọng Tố, người làng Nghĩa Lộ, thôn An Định, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, là một đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là một trong những vị tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam, chỉ huy quân đánh phía Nam vào Mường Thanh, bắt sống tướng Descartes trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1975. Ngoài ra, tư lệnh trưởng Lê Trọng Tấn còn chỉ huy các binh đoàn đánh phía Nam vào Dinh Độc Lập, bắt sống tướng Dương Văn Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đại tướng Lê Trọng Tấn gắn liền với những chiến công và các bước trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiều trận đánh, chiến dịch mang tầm chiến lược trong hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược như Biên giới năm 1950, Hòa Bình năm 1951, Tây Bắc năm 1952, Thượng Lào năm 1953, Điện Biên Phủ năm 1954, Đường số 9 Nam Lào năm 1971, Trị Thiên năm 1972, Đà Nẵng năm 1975, Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, điều in đậm dấu ấn của đại tướng Lê Trọng Tấn. Đúng như đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét, tướng Lê Trọng Tấn là một trong những tư lệnh chiến dịch chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng giỏi nhất của quân đội ta. 8. Nguyễn Chí Thanh. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ra trong một gia đình nông tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với lòng yêu nước, không chấp nhận sự bất công, từ thời tuổi trẻ, ông đã cùng thanh niên trong làng đấu tranh chống bọn cường hào và tham gia phong trào bình dân. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương lúc 23 tuổi, sau đó được cử làm bí thư chi bộ ở địa phương. Trải qua nhiều nhà lao của thực dân Pháp ở Huế, Lao Bảo, Buôn Ma Thuột và vượt ngục thành công, từ cao trào kháng Nhật cứu nước cho đến khi cách mạng tháng 8 thành công. Ông hoạt động ở miền Nam Trung Bộ, được cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và giữ chức bí thư xứ ủy Trung Kỳ. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ông được giữ nhiều cương vị quan trọng của Đảng và nhà nước như bí thư tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên, bí thư phân khu ủy Bình Trị Thiên, bí thư liên khu ủy Liên khu 4, phó bí thư tổng chính ủy, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh. Tại đại hội Đảng lần thứ 2 tháng 2 năm 1951, ông được Trung ương cử vào Bộ Chính trị. Từ đầu năm 1961, đại tướng Nguyễn Chí Thanh được giao nhiệm vụ trưởng ban công tác nông thôn Trung ương. Từ tháng 10 năm 1964, đại tướng Nguyễn Chí Thanh giữ cương vị bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm chính ủy các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trên bất kỳ cương vị nào, ở những mặt trận khó khăn nhất, trong những thời điểm nóng bỏng nhất, đại tướng Nguyễn Chí Thanh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở hai miền đang ở giai đoạn quyết liệt, đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua đời sau một cơn đau tim nặng lúc 9 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 1967. 9. Đại tướng Văn Tiến Dũng. Đại tướng Văn Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, là một vị tướng tài ba, mưu lược, nhà quân sự xuất sắc của dân tộc Việt Nam. Những năm 1951, 1953, dưới sự chỉ huy của tư lệnh Đại đoàn Văn Tiến Dũng, Đại đoàn 320, một trong những đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã cùng bộ đội, nhân dân du kích các địa phương đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt, giam chân một lượng lớn quân cơ động của địch, góp phần làm đảo lộn thế chiến lược của thực dân Pháp trên chiến trường đồng bằng Bắc Bộ, làm thất bại âm mưu dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của địch. Tháng 11 Năm 1953, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Thiếu tướng Văn Tiến Dũng, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 320 về làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong những ngày diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, theo sự phân công của Bộ Tổng Tư lệnh, đồng chí Văn Tiến Dũng đã cùng đồng chí Nguyễn Chí Thanh tham mưu, giúp Bộ Chính trị và Trung ương Đảng chỉ đạo chiến trường Đồng Bằng, đồng thời tổ chức huy động sức người, sức của chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ. Nếu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tài thao lược của đồng chí Văn Tiến Dũng thể hiện ở tay cầm quân, xông pha nơi trận mạc, trong lòng địch hậu, thì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tên tuổi của đồng chí lại gắn với những chiến dịch lớn mang tính chiến lược, tiêu biểu như chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4 năm 1975 với vai trò là tư lệnh. Ông đã cùng Bộ Tư lệnh chiến dịch quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, đánh chiếm Sài Gòn nhanh gọn nhưng phải đảm bảo cho thành phố ít bị tàn phá, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Với công lao và thành tích hoạt động cách mạng, Đại tướng Văn Tiến Dũng được Đảng, Nhà nước ta trao thưởng huân chương Sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác. Ngày 17 tháng 3 năm 2002, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã ra đi ở tuổi 85, để lại nhiều tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng chí, đồng đội, đồng bào và chiến sĩ cả nước. Cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông là một trong hai vị đại tướng chiến lược của cách mạng Việt Nam được cả thế giới biết tên. Quý vị và các bạn thân mến, là mảnh đất địa linh nhân kiệt, cổ sử nước Việt đã sản sinh ra nhiều dũng tướng nổi tiếng, lưu danh thiên cổ, được hậu nhân nghìn đời ca tụng. Dù còn sống của dòng chảy lịch sử có bồi đắp thế nào, những cái tên ấy vẫn chưa từng bị quên lãng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.